cùng múa bài múa ca ngợi Đảng kính yêu của các bà và các bác đến với chúng ta từ Chi hội Phụ nữ thôn Vương Cúc. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tân khách quý kính mến, 82 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta làm nên nhiều kỳ tích lịch sử, vững bước đi lên trên con đường đổi mới, sát vai nhau bên lá cờ Đảng quang vinh. Đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam là khối kết đoàn công nông tri thức vững tay trèo đưa cách mạng thành công. Hôm nay bên ánh lược hồng, lời ca điệu múa muôn phần sáng trong. Và kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tân khách kính mến, và cũng để trở lại với trong nghề, và chú tôi xin được kính mời chị Hồng Xoan cùng trở với trang MC cũng như dẫn chương trình trong buổi tối gần đây. Vâng, quê ta từ lúa đi ra, mọi người phấn khởi ngân nga hát chèo. Đó là nội dung bài hát Thái Bình quê lúa qua giọng hát của chị Phương Ninh cùng tốp múa hội gái trai dâu làng xóm bảy thể hiện. Lời đầu tiên tôi xin được thay mặt cho hội dâu làng và gái làng xóm bảy xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và để kết nối chương trình văn nghệ, đội dâu làng và gái làng xóm bảy xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả một tiết mục múa hát Thái Bình quê lúa. Xin mời quý vị cùng.